cái câu chuyện về cái laptop của ông Hunter Biden đó, con trai của Tổng thống Joe Biden. Trong khoảng thời gian qua, tự dưng không còn nghe tin tức gì nữa cả, thì chúng ta tưởng là nó chìm xuồng. Nhưng mà không thưa quý vị, bây giờ đó nó có tin tức bắt đầu nổi lên lại, và đây toàn là những cái tin không có hay cho Hunter Biden và có thể là đang khiến cho Tổng thống Joe Biden rất là nhức đầu. Thì cần phải nhắc lại thưa quý vị là cái vụ của ông Hunter Biden đó, hiện nay đang có hai cái cuộc điều tra riêng rẽ. Đầu tiên là nó bắt đầu là vào năm 2018, Bộ Tư pháp khi đó đang dưới quyền của cựu Tổng thống Trump đã yêu cầu công tố viên dẫn đầu ở tại Wilmington, Delaware mở một cái cuộc điều tra nhắm vào Hunter Biden, với cái lý do đó là những cái hoạt động tài chính kinh doanh ở nước ngoài của Hunter Biden, nhưng mà bởi vì bắt đầu lâu quá, khi mà Hunter Biden lúc đó ông Joe Biden còn là phó tổng thống đó, thì có khi nào Hunter Biden lợi dụng cái việc là con của một người phó tổng thống rồi có những cái mối kinh doanh bất hợp pháp với các chính phủ nước ngoài hay không, rồi cái cuộc điều tra này cũng xem xét cái câu chuyện là ông có vi phạm đến cái trốn thuế, rửa tiền hay là nhận tiền để mà vận động hành lang cho các chính phủ nước ngoài, và liên quan đến cái những cái vụ mà súng ống nữa hay không, vân vân. Thì năm 2018 cái vụ điều tra này đó chưa có xong, thì bất ngờ chúng ta phải nói đến cái chuyện là năm 2019 vào tháng 4, một ông chủ tiệm ở Wilmington, Delaware thưa quý vị, ông Mark Isaac đó, nhận được một cái laptop bị đổ đầy nước, bị hư, mà sau này đó bây giờ vẫn chưa chứng thực được có phải là do chính Hunter Biden đem đến sửa hay không. Chỉ biết là ông chủ tiệm này, ông nhận được cái laptop đó, và cái người mà bỏ drop off cái laptop để sửa tự dưng không bao giờ quay trở lại để lấy cái laptop nữa. Và cái laptop sau này bị cái ông chủ tiệm này đã liên lạc với Rudy Giuliani, đưa toàn bộ cho cái ông Giuliani, và chính Giuliani đã... Luật sư của ông Trump. Dạ vâng. Đã đưa cho tờ The Post vào tháng 10 năm 2020 đó. Thì bắt đầu chúng ta thấy là những cái hình ảnh, nhưng mà đa số là cảnh Hunter Biden hút cần sa rồi khỏa thân, rồi có và trong cái laptop này có một cái đoạn video clip dài 12 phút, cảnh ông này có quan hệ tình dục với một người phụ nữ, bây giờ chưa thể chứng thực được, bởi vì ngoài FBI với lại các quan chức mà cấp cao của Quốc hội, báo chí họ chưa có thấy được cái đoạn video clip này. Mà tin đồn đoán như quý vị nghe vào năm ngoái đó, là cái người phụ nữ trong cái đoạn clip đó là cái cô diễn viên rất nổi tiếng ở bên Trung Quốc, có cái biệt danh là thần tiên tỷ tỷ đó thưa quý vị. Thì bây giờ không biết, chưa chứng thực được. Thì quay trở lại đến cái chuyện này, sau khi mà tờ Post họ đăng được một loạt những cái tấm hình này, thì FBI đã đi đến cái tiệm của cái ông chủ ở Wilmington, Delaware, và FBI đã tịch thu hai cái máy này và mở một cuộc điều tra. Nhưng mà rồi sau đó FBI không nói gì nữa cả. Từ đó cho đến bây giờ chúng ta cứ liên tục nghe là một số quan chức của đảng Cộng Hòa cứ đặt câu hỏi là cái cuộc điều tra của FBI đã đến đâu rồi, và có cái gì ở trong cái laptop này, thì FBI vẫn không nói. Thì đến ngày hôm qua thưa quý vị, đây là hình ảnh của ông dân biểu Matt Gaetz. Đây là trong một cái cuộc điều trần của Ủy ban Tư pháp ở Hạ viện, và cái người mà xuất hiện trong cái cuộc điều trần này đó là một người giữ cái chức là Assistant Director của cơ quan FBI Cyber Division. Ông có cái tên là Brian Vondran. Thì ông agent của FBI này đó bị ông dân biểu Matt Gaetz liên tục đặt cái câu hỏi là bây giờ hai cái laptop này ở đâu, mặc dù FBI họ đã lấy ra tất cả dữ liệu và họ bỏ ở trong cái hard drive này. Đây thưa quý vị là cái hard drive mà ông Matt Gaetz ổng đang cầm. Thì cái ông agent của FBI ổng trả lời là bây giờ ông cũng không biết là hai cái laptop đó nằm ở đâu. Cái chuyện này nó hơi kỳ lạ, quý vị thấy không? FBI đem về điều tra mà bây giờ laptop mất tiêu. Cái người ở trong cái cuộc điều tra lại nói bây giờ tôi không biết ở đâu cả. Thì sau một hồi bị chất vấn, thì ông Matt Gaetz đã yêu cầu ông chủ tịch của cái ủy ban của Hạ viện này là ông Nadler, yêu cầu cái external hard drive này phải được đưa vào trong tài liệu của Quốc hội thưa quý vị, nghĩa là phải đưa vào trong record để mà tất cả các
quan chức cũng như là thượng nghị sĩ, nếu như mà họ xem những cái tài liệu, bởi vì trong cái hard drive này đó có hàng chục ngàn những cái email và những cái đoạn video rồi hình ảnh, thì không biết là những cái email đó có liên quan đến cái cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về cái việc là Hunter Biden có làm ăn bất hợp pháp với chính phủ nước ngoài hay không. Thì trước giờ những cái data, những dữ liệu này không được đưa vào thì rất nhiều các chính trị gia phía Đảng Cộng hòa họ không được xem, thì cho nên cái cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đó bị đình trệ. Thì bây giờ yêu cầu của ông Matt Gaetz thì phía ông Nadler đã cho phép cái hard drive này được đưa vào trong record của Quốc hội, và nếu như mà thật sự phát hiện là có bằng chứng cho thấy là Hunter Biden đã bắt đầu có sai phạm trốn thuế rửa tiền gì đó, thưa quý vị, thì có thể là Quốc hội phải yêu cầu subpoena đối với Hunter Biden. Và đặc biệt là phía cựu chính quyền Trump đó, là chúng ta nghe nói là không có đơn giản chỉ là Hunter Biden, mà phía ông Trump trong nhiều năm nay đó cứ cáo buộc là ông Joe Biden hoàn toàn biết những cái việc làm ăn phi pháp của ông con và có dính líu trong đó nữa. Thì chính vì vậy cái cuộc điều tra này vẫn đang diễn ra và cứ kéo dài từ năm 2018 cho đến nay. Nó đặt ra cái câu hỏi về cái vấn đề đạo đức cũng như là quyền lợi, và cha con của Biden cứ liên tục gặp điều tiếng, thì đây cũng là một cái đòn tấn công chính trị mà phía cánh hữu liên tục áp đặt vào phía ông Biden.